khi trả lời báo giới mới đây, Đại tá Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, đã thông tin về hai người lạ mặt bị phản ánh có hành vi yêu cầu anh Nguyễn Xuân Mạnh 1998, trú tại huyện Ân Thi, Hưng Yên, xóa clip anh Mạnh ghi lại cảnh làm việc với cảnh sát giao thông ở Hưng Yên. Theo Đại tá Hồng, nam thanh niên mặc áo đen trong đoạn clip là anh Nguyễn Văn Mờ. 1992, thanh niên mặc áo trắng là anh Bùi Văn Giờ. 1991, cùng trú ở xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ. Qua làm việc, hai thanh niên này bảo không quen biết tổ công tác. Ở thời điểm trên, khi đi bộ qua tổ công tác thì thấy có người đang dùng điện thoại di động để quay và có những lời to tiếng nên dừng lại để xem. Họ có khuyên anh Mạnh xóa video đi, không quay nữa. Trong lúc nói chuyện như thế thì hai bên không xảy ra xô xát gì rồi cả ba cùng bỏ đi, báo Dân Trí dẫn lời Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Đại tá Nguyễn Xuân Hồng cũng khẳng định, mờ, gia giờ, không làm nghề tiếp thị sửa như lời ông Nguyễn Minh Hiền, trưởng công an huyện Yên Mỹ đã trả lời báo chí trước đó. Mờ, gia giờ, đều ở nhà làm ruộng. Thanh tra công an tỉnh Hưng Yên sẽ phối hợp với công an huyện làm rõ để có kết luận cuối cùng về việc hai nam thanh niên này có quan hệ gì với lực lượng cảnh sát giao thông hay không. Về diễn biến vụ việc, Đại tá Hồng cho hay, tổ công tác gồm 6 người thuộc Cảnh sát Giao thông Công an huyện Yên Mỹ khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn, đã phát hiện anh Lê Văn Cờ, 1988, trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, có dấu hiệu vi phạm giao thông nên ra hiệu lệnh dừng xe. Khi anh Cờ dừng xe thì anh Nguyễn Xuân Mạnh đi xe máy cùng chiều đã dừng lại sau xe của anh Cờ. Anh Mạnh cho rằng bản thân bị cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng lại, đồng thời vừa dùng điện thoại quay clip vừa yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông phải chào và thông báo lỗi vi phạm. Sau khi được thông báo không vi phạm và đề nghị di chuyển, anh Mạnh không đi mà tiếp tục quay clip. Theo ghi nhận của tờ Người Lao Động, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên nói sẽ làm rõ động cơ, mục đích của anh Nguyễn Xuân Mạnh khi đăng lên mạng xã hội đoạn clip có tiêu đề Cảnh sát giao thông Yên Mỹ gọi tiếp thị sửa dọa người dân kịch tính từng phút cuối. Trả lời báo Thanh Niên trước đó, anh Mạnh kể, thời điểm khoảng 18 giờ ngày 12 tháng 11, anh chạy xe máy qua khu vực ngã năm Yên Mỹ, thuộc địa phận xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ thì một cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Anh đã chỉ tay vào người để chắc rằng mình bị dừng xe thì viên cảnh sát giao thông gật đầu. Anh nói, một cảnh sát giao thông khác ra làm việc nhưng không chỉ ra được lỗi vi phạm của anh song vẫn muốn kiểm tra hành chính. Khi anh Mạnh lấy điện thoại ra quay thì cảnh sát giao thông yêu cầu tắt máy quay. Không lâu sau xuất hiện hai người đàn ông lạ mặt tới yêu cầu anh xóa đoạn video đã ghi hình quá trình anh làm việc với cảnh sát giao thông. Một trong hai người này còn nói với anh Mạnh rằng toàn người Hưng Yên với nhau cả. Cũng theo Thanh Niên, một lãnh đạo công an huyện Yên Mỹ khi trả lời về hai người lạ mặt trên, đã nói, thấy bảo là hai người bán sữa, bán dọc đường như những người đi tiếp thị sữa. Về tên tuổi thì anh em không xác định được, khu đó đông dân, họ cũng thỉnh thoảng qua để tiếp thị sữa cho các cửa hàng.